họ Thiên hôm nay nhớ Ngô Tuấn Kiệt mang tháng phàm họ Ngô, nhưng mà con của Thượng Thiên. Sau này Ngô Tuấn Kiệt có về trời, để là cái đạo thế gian lưu truyền mấy nghìn năm. Không ai nhắc được tới họ Ngô, không ai được tôn vinh họ Ngô, là vì một kiếp phù du. Phù phải đúng giờ đúng ngày, phải chui vô để mang thân người. Nên nhớ nhỉ, chỉ tất cả họ Thiên chỉ có thờ cha thôi, không có thờ bất cứ ai hết. Theo kinh điển của cha truyền theo 12 giới luật, cũng chẳng có thờ Thiên Tấn Kiệt, cũng chẳng có tôn vinh Thiên Tấn Kiệt nữa. Có thương sư phụ á, là người truyền tin mỗi miệng 5 năm nay á, để cái hình trên tường giống như bạn bè vậy thôi, cũng không được đốt nhang nha. Sư phụ nói trước, cứ là đốt nhang rồi về sư phụ gõ đầu á, chịu đó. Trừ khi có nạn thì kêu tên thì được. À, xuống địa ngục á, lúc mà bị cắt lưỡi hay là vô chảo dầu á, sư phụ Thiên Tấn Kiệt thì ok, sư phụ nhà chui xuống. À, chứ còn mình không sau này muốn thống nhất cho thế giới kính nể, chỉ có một mình Thượng Đế thôi. A-la cũng Thượng Đế, Đức Chúa Trời cũng Thượng Đế. Thiên tức là cha, tâm tức là cái tâm của mình. Mình là con của Thượng Đế, tâm Phật, học Phật để biết luân hồi, nhân quả và nghiệp quả. Khác hơn tất cả những đạo khác, nơi khác. Cũng giống như Phật Thích Ca, Ngài đâu có nói Ngài là giáo chủ, sư phụ cũng đâu nói sư phụ giáo chủ. Sư phụ chỉ là truyền thừa của Đức Thầy, tức là đề số 2 là của một cái thời an cư lạc nghiệp thôi à. Sư phụ là người truyền tin, cũng chưa từng tu, cũng chưa từng là học làm thầy. Nhưng mà cái thiệt thì là thiệt là sư phụ là được trên chọn làm người truyền tin của thời mạt pháp, thời tận thế.